đổ mồ hôi quá, không tin được luôn á, thiệt. Cái, những cái vai như vậy thì tại sao đi mời người khác? Thứ nhất là nó khó diễn, thứ hai là tốn tiền. Tại sao bây giờ người ta ngôi sao ngồi đây, người ta lường trước được, người ta đưa cái này vô, lấy cái này đưa vô trong clip liền. Chính là vì ngôi sao nên mới không có dám mời đi đóng clip. Đâu có, em nhiều khi em xin bảo anh đi đóng clip hoài, không có lấy tiền, trả tiền ngược lại luôn, mà bảo anh không bao giờ cho đóng. Thấy chưa? Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu luôn nói dối trên truyền hình. Tôi nói với cô là cô đang ém một tài năng. Tài năng người ta phải cho nó bùng phát, cô đang ém một tài năng. Nói chung có một mặt thôi, diễn có một mặt gì không mời được. Sao cứ nói người ta diễn một mặt, mời Hồ Quang Hiếu lên đây. Anh em đây, người ta như thế này, đẹp trai, hát hay, cô nhà giàu, học giỏi, bố lần to mẹ bán bún bò. Mà nói là hả, diễn một mặt. Cái hồi nãy mà cái vụ bà mẹ là tập 1, bây giờ mình làm tập 2. Đây là một khu hoang vắng, khu không một bóng người qua lại. Hai người hẹn nhau ở đây, bảo anh tới, nói 4 chữ. Sau 4 chữ đó, Hồ Hiếu sẽ thể hiện một sự không hài lòng. Tại sao lại để như vậy, vậy vậy, 4 chữ đó như là em có thai rồi. Ông Trường Giang diễn như này đi. Không, anh chở cho ông tới mà. Hồ Hiếu chuẩn bị nha. Hồ Hiếu đang đứng thẫn thờ nhìn trời nhìn mây. Ê, nhìn mây trên trời đi. Mây bên kia. Đó. Tôi nói ông có một mặt mà không tới. Đi tới anh dừng xe chút. Chị tới rồi đó chị. Chị nói chỗ này đúng không? Tới rồi đó. Ê, trời ơi, bạn trai chị kia, báo đi. Em đi với thằng nào xấu vậy? Con nó mang đôi giày kìa. Nó đi cúng rồi mai đi xe ôm rồi sao đi được. Bảo đi, bảo đi, bảo tên đi. Ôi ơi, giờ sao Tuần không gặp phải không? Ê, mai... đi báo tin có bầu chứ phải quýnh lộn. Bảo đi, 4 chữ, 2, 3, báo. Anh ơi. Sao em? Em mà em có thai rồi nói. Anh nói em rồi, anh có thích có bầu đâu. Trời ơi trời, ổng có thích đâu có được, ổng đâu có bầu được. Bây giờ có rồi sao? Bây giờ anh không có tiền, thiệt. Không tiền kiếm tiền. Không tiền giờ đẻ ra tiền đâu nuôi. Đi làm nuôi chứ sao giờ, ý là ý giờ sao? Xí xíu giờ đây dữ quá giờ sao? Không thể tin được thưa quý vị. Một cặp như thế này gặp nhau báo tin là một sự hạnh phúc đến mà giống như đi quýnh lộn. Không thể tin được. Dù tất sao, cả chỉ là giả tưởng. Em thấy cái sự diễn xuất Hồ Hiếu chưa? Em nhớ không? Em nói là cái lúc là có bầu nè. Anh diễn lại Hồ Hiếu nè, có bầu nè. Em có bầu rồi đi. Anh Hiếu em có bầu rồi anh Hiếu. Anh đã nói em rồi. Anh không thích có bầu. Thấy không? Người ta hay như vậy mà chê người ta. Hay không quý vị? Hay không? Quá hay. Nhưng mà nói chung là hay cảm nhất vẫn là cái câu mà em đi thằng nào xấu. Bữa sau bớt chế kịch bản lại nha. Kịch bản sao cứ dĩ vậy thôi, đừng có chế thằng này xấu thằng kia lùng nữa nghe chưa.